Hello, hola. Chào mừng các bạn đã quay lại với Crypto FX. Tiếp tục công việc quen thuộc ha, công việc quen thuộc của eBanker đi sang Europe. Dự án hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người đến từ Rome. Một dự án làm bên mảng là module ZKEVM, nó là layer 2 nhỉ. Như nó giới thiệu là connection gì kết nối hàng EVM và không phải EVM. Đại khái là nó muốn tất cả các mạng đó các bạn. Thì bây giờ mình cũng không biết nó là layer 2 hay layer 1 nữa, vì nó sử dụng cái đồng Rome này để làm phí gas ha. Đấy, và L2 Rising Multi L1 Chain. Thế rồi không quan trọng nó là layer mấy đâu. Vấn đề là gì? Con này sẽ airdrop cho mạng thử nghiệm, đúng không? Nó giống như layer 1 và nhiều hơn các bạn sử dụng cái đồng Rome để làm phí gas, thì các bạn cứ xem nó là một layer 1 ở trên thằng EVM ha. Hiện tại đang có chương trình thử nghiệm. Các bạn có thể kiếm được điểm hàng ngày, đúng không? Thông qua việc testnet hoàn toàn miễn phí ha. Đấy, nói về vấn đề layer và để xác định nó là kèo này tham gia RE, nó vậy thôi. Rồi có quỹ đầu tư. Hiện tại nó có thông báo là thằng DWF Lab các bạn đầu tư cho nó ha, nhưng mà không công bố số tiền. Ok, thì bây giờ mình chỉ chiến thôi. Kèo này mình hiện tại mình thấy rất ít FOMO, có nghĩa là rất rất ít người share kèo này, cũng nhất rất ít bạn để ý tới. Thì đây là cơ hội để mình tham gia thật sớm ha. Rồi bây giờ sẽ tiến hành tham gia nè. Đây các bạn, mình đã tham gia test thử thì kiếm được 61 điểm. Mỗi một ngày các bạn được kiếm được rất là nhiều điểm. Chịu khó siêng năng hàng ngày thì tích lũy điểm để sau này nhận airdrop thôi. Rồi bây giờ sẽ đi vào bắt đầu với công việc. Đầu tiên để tham gia thì các bạn sẽ tiến hành tham gia trên thằng Zuli. Zuli này và trước đó là gì? Tên của nó là thằng Brewery các bạn. Thì bây giờ đổi rồi ha, là Zuli. Đấy. Thì tham gia đó thôi, bây giờ mình sẽ tham gia thử. Bấm vô Zone. Bạn nào chưa có tài khoản ở trên thằng Zuli này thì khi mà tiến hành tham gia thì setup sơ ha. Ví dụ khi các bạn join rồi thì nó yêu cầu bạn kết nối những cái tài khoản mạng xã hội như là Twitter nè, Telegram, Discord ha. Như vậy địa chỉ ví này nọ. Còn ai có rồi thì bấm vô join thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ. Nhiều nha, cũng khá nhiều nhiệm vụ, anh em chia và từ từ làm ha. Những nhiệm vụ này nó chưa mở, đang khóa các bạn. Rồi những nhiệm vụ nào mở thì mình tiến hành làm. Ví dụ như ở trên là tham gia Twitter, bấm vào sẽ làm một nhiệm vụ minh họa thôi. Các bạn sẽ điền cái username Twitter của các bạn để liên kết. Rồi tiến hành follow. Theo dõi. Anh em lưu ý ha, khi các bạn làm xong nhiệm vụ mà nó không hiện cái nút lem á, lem để hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn cho load về trang đây, thấy không? Nó sẽ hiện lên nè, do nó bị lắc. Like reject lem, ok ha. Tương tự như vậy cho Telegram thôi, sẵn rồi tôi làm luôn cái thằng Telegram đi, và những nhiệm vụ khác các bạn tự xử. Chủ yếu giờ nhảy vô chia sẻ cho mọi người làm testnet. Còn phần nhiệm vụ mạng xã hội này đơn giản rồi, đúng không? John Lem. Đây. Discord. Thôi rồi, John luôn cái Discord đi ha. Mấy kèo này làm khỏe lắm các bạn. Nhiệm vụ trên mạng thử nghiệm và miễn phí rồi. Để thêm nó có nhiệm vụ rất là rõ ràng ha, làm cái gì nhận bao nhiêu điểm thì mình cứ theo cái đó mình bài ra làm thôi, nó không có lan man đúng không, gọi là có cái sườn bài để làm verify. Ok ha, rồi lem. Tiếp đến những nhiệm vụ khác. Ví dụ như nhiệm vụ này thì nó yêu cầu các bạn là chat bao nhiêu.
chat 10 tin nhắn ở trong Discord và Telegram, sau đó chụp ảnh, sau đó up cái ảnh lên để làm bằng chứng, rồi vem phần thưởng thôi, vem điểm, nó là vậy. Anh em cứ nó có mỗi cái nhiệm vụ nó có mô tả rất là chi tiết, các bạn cứ chuyển qua tiếng Việt các bạn đọc thôi và xong ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tạm dừng cái thằng Zui ở đây, tiếp tục với cái công việc quan trọng đó là tham gia thử nghiệm ở trên cái mạng Room. Thì đây là cái trang Room. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành kết nối ví. Ví ở đây mình sử dụng là ví Meta hoặc là OKX gì đó tùy ý. Connect. Mạng sẽ tự động thêm vào ví các bạn ha. Thông số mà nó tự động add cho mình thôi. Chấp thuận. Rồi, bây giờ để thử nghiệm thì chắc chắn rồi, cái ví các bạn phải có ga, và ga đây sử dụng là ga và ga Room ha, từ cái token Room, mã thông báo gốc của thằng Room.io. Bây giờ đi vòi các bạn, tại cái tab Tool nè, không, file set, các bạn sẽ tiến hành đi vòi cái token Room, dán địa chỉ ví vào và vòi thôi. Mỗi 12 tiếng sẽ được vòi một lần, nên anh em siêng ha. À 10 tiếng các bạn chứ phải 12, 10 tiếng. Thì mỗi 10 tiếng các bạn xuyên bằng vòi vòi, nói chung tích lũy càng nhiều càng tốt. Để chi vòi giữ cái đồng rơm để làm nhiệm vụ khác nữa, không cần rất nhiều ga để mình làm. Rồi như vậy và tôi vòi xong ha, nó đã gửi về ví. Đây, được 0.6 rơm. Bây giờ mình sẽ tham gia thử nghiệm cái gì? Tại cái trang dashboard này các bạn, đây. Dashboard ha, thì nó có những nhiệm vụ, ví dụ tôi vít vô cái nhiệm vụ transaction nè. Khi các bạn tạo TX đúng không? Và thực hiện một TX bất kỳ thì được 5 điểm. Và 5 TX thì được là 5 điểm để bao nhiêu nhỉ? 55 và 25 điểm. Mỗi ngày sẽ nhận tối đa 25 điểm ha, đối với cái phần transaction. Còn acti nè, đúng không? Mỗi ngày các bạn vô các bạn tham gia thường. Tham gia cái gì? Mỗi ngày các bạn kích hoạt ở trên cái mạng Room, ví dụ như là tiến hành đi mai NFT này kia đó. Thì là đã active cho nó ha. Cứ mỗi một ngày như vậy nhận được 20 điểm, đúng không? Liên tục trong vòng 7 ngày là được nhiêu? Ủa sao kỳ nha. 20 20 thì đáng lẽ là 7 ngày sẽ được 140 chứ, tại sao nó để là maximum là 201? Thì có thể là đều mỗi ngày các bạn join đều thì các bạn được bonus, đúng không? Có thể là như vậy. Đây, nó có ghi nè các bạn. Nếu mà nguyên một tuần các bạn làm đầy đủ hết á, ngày nào cũng có TX ở trên cái mạng Room thì được cộng thêm cái bonus là 70 điểm nữa ha. Đây, thì tất cả số điểm nó có hiển thị ở đây. Nó có tính volume nữa là các bạn. Đây, thấy không? Đó. Tiếp đến là gì? Ga, thấy không? Ga chi trả. Những cái ga là ga từ cái đồng Room mình vòi á. Bây giờ thì sớm mình có nói và các bạn cố gắng vòi thật nhiều là vậy. Thấy không? Vòi càng nhiều để giữ để đem đi đốt. Nhận điểm rồi, phao xét có điểm không? Phao xét mỗi ngày sẽ được 5 điểm nữa các bạn nha. Vậy làm gì cũng có điểm hết ha. Tương tác với gì đây? Tương tác với hợp đồng duy nhất thì được 3 điểm rồi. Ok, làm thôi. Ở phía dưới các bạn nó có những cái nhiệm vụ, đa phần những nhiệm vụ này và liên kết với thằng Zui rồi, đúng không? Các bạn cứ vít vô từng nhiệm vụ một để làm, ví dụ thử. Đây, ví dụ follow retreat gì đó thì các bạn cứ làm theo cái nhiệm vụ ở trên trang dashboard ha. Tiếp đến bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người thao tác ở trên cái mạng đó này, cũng ở trong cái mục tool. Các bạn sẽ truy cập vô mục là Room Fork ha. Đây. Với lại Room Button Game. Hai cái tab này nó có nhiệm vụ cho bạn. Tại cái tab mà Room Fork á thì nó sẽ có nhiệm vụ cho các bạn tiến hành deploy contract. Nó có hai cái phần, hai phần các bạn. Thứ nhất là deploy xong nha kỳ nha. Đây các bạn, một phần là mai NFT ở bên mà hàng BRC20 với lại mai NFT thì mình sẽ làm hết cả hai cái thôi. Kết nối ví. Ví dụ chọn mạng continue, gõ cái tên token là gì? Ví dụ Ripple FXXX FX đi ha. CRXS Symbol và đặt cái tên mã thông báo thôi.
số thập phân 18 giữ nguyên, tổng cung thì các bạn muốn tùy chỉnh bao nhiêu là tùy các bạn, còn không thì cứ để mặc định ha. Continue, deploy contract. Chờ xác nhận trên ví là xong thôi. Tại cái mục tool này nó có đầy đủ các bạn, đúng không? File set vì mấy cái trang thử nghiệm, với lại cái phần Chrome scan này, trình khám phá ha, có thể tra được cái địa chỉ ví bạn có bao nhiêu TX ở trên mạng Chrome. Sao vậy? Sao đơ như cây cơ vậy? Chắc bị xung đột ví à. Tôi tắt bớt cái ví OKX, tắt luôn ví Phantom, cho bắt lại trang làm lại, đặt lại tên ha. Continue, deploy. Sao nhỉ? Sao tự nhiên deploy mà nó không có hiển thị ở trên ví để xác nhận nhỉ? Chắc là đang bị lỗi hả? Anh em đợi một tí tôi thử qua trình duyệt khác thử. Thử với trình duyệt Chrome thử ha. Lắc dữ nhỉ. Đây. Continue, deploy. Hiện tại bị lắc các bạn. Sao nhỉ? Giờ bị lắc thì làm sao? Thử trên thằng Chainlist thì có cái RPC mới của thằng Rome này hay không? Chưa. Nó chưa ép mạng ở trên đây. Ôi. Sao nhỉ? Tắt tắt cái ví meta đi, xài bằng ví OKX thử. Lỗi thì mình tìm cách mình làm thôi, đúng không? Kiên nhẫn là một đức tính tốt, đặc biệt khi nói gì gì? Khi nói về nghề e-bagger và tham gia thử nghiệm hả? Disconnect. Connect. Chọn ví OKX. Ví meta nhưng mà xác nhận bằng OKX thử được hay không? Kết nối. Phê duyệt. Ok. Rồi, hồi nãy vòi được, sao giờ nó mất cái thằng ROM luôn rồi. Đó, vậy do mạng nó lỗi các bạn, đúng không? Nó không load được cái đồng ROM. Rồi bây giờ tôi cứ làm thử lần nữa, cái không được thì các bạn cứ làm sao, khi nào hết lỗi thì làm thôi chứ biết sao giờ, đúng không? Continue, deploy. Được các bạn, sử dụng ví OKX làm được ha, xác nhận. Vậy là lỗi ở trên ví Meta thì các bạn sẽ qua ví OKX làm. Deploy, làm thêm nhát nữa đi, hai ba nhát gì đó. Kết nối không thành công. Thử lại, thử lại, thử lại, thử lại. Giờ do mạng lỗi các bạn nha. Thì cách làm là vậy thôi, rất là đơn giản. Đặt tên nó token, xong rồi đặt tên nó symbol, tiến hành bấm deploy. Đấy, thì có hai tab, thứ nhất là mine bên BRC20 và bên một mine NFT. Các bạn mine cả hai cái. Và nhiệm vụ này mình sẽ làm mỗi ngày để nhận cái TX. Có một điểm lưu ý này cho anh em nè, khi các bạn đi mine NFT ấy, là các bạn đạt được cái gì? Thứ nhất là đạt được một cái TX, hoàn thành nhiệm vụ bên một dashboard. Đây, nhiệm vụ ngay transaction, đúng không? Thêm một cái nữa là hoàn thành luôn cái nhiệm vụ là tương tác với cái contract duy nhất. Tại sao?
Mỗi lần các bạn mai NFT ấy, và nó sẽ tạo ra một cái NFT với một contract khác nhau, đúng không? Thì các bạn càng tạo nhiều NFT thì các bạn càng tương tác với nhiều cái hợp đồng. Nói vậy thôi ha, rất là dễ. Rồi còn thêm cái gì nữa? Ở bên cái trang của thằng Rum Rum Button Game này các bạn, đây ha, tool. Rồi mất luôn cái một Button Game hả? À không, tại đang ở trang của nó thì nó không có hiện. Đây, Rum Button Game nè. Thì các bạn tiến hành vô giống như điểm danh thôi các bạn. Tôi sẽ đặt chi tiết, đúng không? Theo từng thứ tự các nhiệm vụ để cho mọi người làm. Bây giờ tại cái trang Button Game này thì các bạn chỉ cần bấm vô điểm danh thôi, ngay cái biểu tượng này cũng không biết biểu tượng gì, cái logo của thằng Rome ha. Đây, click vào, xác nhận không phải là robot, bấm play, xác nhận tên ví. Và tại nhiệm vụ này thì các bạn được 1 TX nữa, đúng không? Và mỗi một ngày nó chỉ cho, mỗi 10 tiếng chứ, nó chỉ cho các bạn điểm danh một lần. Xong chưa? Thử lần nữa được hay không? Không được. À, mỗi 1 tiếng các bạn sẽ được lít một lần, đúng không? Thì mỗi một lần lít như vậy mình sẽ được 1 TX. Cũng hành dữ ha. Rồi thì nói chung không cần phải mỗi tiếng vô lít đâu. Khi nào các bạn rảnh bạn nhớ thì các bạn vô các bạn điểm danh. Nó có cái số điểm, các bạn cứ đi theo cái sườn của bên thằng dashboard để nhận điểm thôi, đúng không? Mỗi một ngày bên phần transaction nhận tối đa được 25 điểm, thì mỗi ngày các bạn vô vừa may NFT vừa vô điểm danh, đúng không? Thì nhận miễn sao được 5 TX và đủ ngày đó. Đấy, cứ vậy thường xuyên và lượm lúa thôi. Phao xét thì nhớ ngày nào cũng phao xét ha, để tích lũy cái đồng ra. Rồi như vậy là xong các bạn. Trong quá trình thao tác anh em còn làm còn vấn cấn gì nữa thì để lại comment. Gì đây? Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.